Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Chúng ta có một nhịp tin rất hay. Đó là bản tin vấn đề Olympic ở Tokyo. Ngày 11 cho đến 22 tháng 8 là ngày chấm dứt. Thì tất cả những cái chuyện gọi là khán giả quốc tế đều bị cấm đến Nhật Bản. Ủy ban Thế vận của Nhật Bản vừa tuyên bố hôm 8 tháng 7 vừa rồi là đã đồng ý tổ chức Thế vận hội mà không có khán giả của quốc tế, chỉ có khán giả của địa phương. Bởi vì ngay đối với địa phương bây giờ họ đã bán được 3.500.000 vé vào cửa. Cho nên cái fan, những người hâm mộ Olympic của Nhật, họ vẫn thừa sức để giúp cho Thế vận hội không bị đổ vỡ. Và lợi tức họ vẫn bù đắp cho chính phủ Nhật cũng như là hội Olympic quốc tế. Sau khi ông Thủ tướng Suga đã tuyên bố tình trạng khẩn trương của đất nước bắt đầu ngày 9 tháng 7 này. Do đó chúng ta thấy rằng tất cả những cái quốc tế mà muốn áp lực đối với Nhật Bản không ăn thua. Ngay cả đến vấn đề gọi là hàng chục ngàn lực sĩ của thế giới đã đang lục tục kéo đến Nhật Bản đều bị cách ly trong khoảng 3 ngày. Trong đó có cả ông Thomas, chủ tịch của Olympic quốc tế, đã đến Nhật và ông cũng vẫn bị cách ly 3 ngày. Đó là lời tuyên bố của ông Seiko Hashimoto, là chủ tịch của Olympic của Nhật Bản. Đã có một cuộc họp báo gửi lời xin lỗi đến những người đã mua vé. Ông nói là thật đáng tiếc khi Olympic phải diễn ra trong phương thức giới hạn, tức là bây giờ capacity chỉ còn có 50%. Vận động trường chứa được 80.000 người, giờ này chỉ còn chứa được 40.000 người. Và 40.000 người đó đều là người Nhật ở địa phương. Họ không muốn người ngoại quốc đem dịch của virus COVID-19 đến. Mà ngay cả họ đã phải nhượng bộ với 10.000 lực sĩ của thế giới đã là nhiều rồi. Cho nên chúng ta phải công nhận là đó là một điều mà chúng ta bắt buộc phải đi theo cái đường lối của Nhật Bản. Và họ không cần thế giới, họ không thiếu tiền. Trong khi ông Thủ tướng Nhật Bản là Yoshihide Suga cho biết là cần phải ngăn chặn Tokyo để trở thành vấn đề một dịch làn sóng dây nhiễm khác khi cái loại biến thể của Delta Ấn Độ đang tăng cao. Thủ tướng nói rằng là chúng ta phải tuyệt đối tránh để Tokyo trở thành cái nơi khởi đầu của một đợt dịch bệnh khác. Cho đến bây giờ chúng ta đang tiến triển rất đẹp đẽ, rất thành công. Từng được coi là cơ hội để Nhật Bản đứng trên sân khấu toàn cầu sau trận động đất kinh hoàng cách đây 10 năm. Sự kiện Olympic đã bị trì hoãn do đại dịch từ năm ngoái gây thiệt hại kinh tế khổng lồ cho nước tổ chức. Đáng nhẽ là tổ chức ngày 22 tháng 7 năm 2020 mà phải dừng bỏ lại một năm. Các chuyên gia y tế đã nói trong nhiều tuần qua rằng không có khán giả sẽ là lựa chọn ít rủi ro nhất để chúng ta ngừa vấn đề dịch. Vì thế mà đã xin lỗi các quốc gia trên thế giới khi người Nhật không muốn các quý vị đến Nhật Bản, nhất là bên tàu, mặc dù đã có hàng triệu người bên tàu mua vé. Theo như sự tiên đoán gần đây của Yuki Furuse, một giáo sư đại học Kyoto làm việc với nhóm chuyên gia về virus COVID-19, hiện nay cái số nhiễm bệnh tăng lên ở Nhật Bản, nhất là Tokyo, gần 1.000 ca vào tháng 7 và có thể 2.000 ca vào tháng 8. Kể từ khi dịch bệnh diễn ra thì Nhật Bản đã có hơn 810.000 người mắc bệnh và đã có 14.900 người thiệt mạng. Hiện chỉ khoảng 1/4 dân số Nhật đã được tiêm ít nhất là một mũi vaccine. Tình trạng khẩn cấp mới Tokyo đưa ra khi thủ đô công bố 896 nhiễm ca mới trong ngày hôm 8 tháng 7 vừa qua. Đây là một cái mức ca cao nhất kể từ tháng 5. Cho nên nói tóm lại, Olympic vẫn diễn ra nhưng mà với sự giới hạn và đặc biệt
không có khán giả quốc tế. No foreign spectator. Đài Loan đề nghị Mỹ không gây hiểu lầm sau khi Nhà Trắng đã có nhiều, tức là Nhà Trắng là Tòa Bạch Cung đấy, mà Cộng sản nó gọi là Nhà Trắng đấy. Đúng là phải đề là Đài Loan đã đề nghị Mỹ không nên gây hiểu lầm sau khi Tòa Bạch Cung đã bỏ những cái tweet mà có hình của cờ Đài Loan. Đài Loan đã đề nghị văn phòng của họ ở Washington nhắc nhở chính phủ Hoa Kỳ không nên đưa ra những cái dấu hiệu sai lầm khi mà Tòa Bạch Cung đã xóa một bài đăng trên mạng xã hội về việc tặng vaccine COVID-19 có hình ảnh cờ của Đài Loan. Lý do tại sao? Là vì hiện nay Tập Cận Bình đang cố gắng vận động đút lót để cho Hoa Kỳ không công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập. Nhưng đấy là một sự khó khăn vô cùng, là vì Quốc hội Mỹ đã từng đưa ra, Hạ viện, Thượng viện đã từng đưa ra cái thông cáo, đưa cái luật bảo vệ Đài Loan bằng mọi giá và sẽ giúp đỡ cho Đài Loan đi vào y tế quốc tế, thì đấy là một quốc gia rồi. Nếu mà Mỹ không giúp cho Đài Loan vào y tế quốc tế thì đấy không phải là một quốc gia. Cho nên quý vị biết rằng là Tập Cận Bình đã cố gắng vận động với chính phủ Hoa Kỳ để Mỹ không công nhận hoặc Đài Loan là một quốc gia độc lập. Và có một điểm tốt điểm nữa, Mỹ không những hợp tác với Nhật Bản để mà bảo vệ Đài Loan bằng mọi giá, Mỹ còn hợp tác với cả các Âu Châu, Liên minh Âu Châu để mà cô lập hóa Tàu Cộng ra khỏi cái cuộc chơi của thế giới. Cho nên là quý vị nhớ cách đây 2 ngày, ông Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao Nhật là ông Hashimo đã tuyên bố một câu rằng nếu Tàu Cộng dính vào Đài Loan, quân Nhật sẽ đổ bộ vào Đài Loan để bảo vệ quốc gia này. Vì vậy cho nên Tập Cận Bình đau khổ bị một cái tát không ngờ, đã tuyên bố rằng nếu mà Nhật dính vào thì Nhật sẽ bị Tàu Cộng tiêu diệt. Quý vị thấy trẻ con không? Quốc gia nghèo hơn Nhật, yếu hơn Nhật, võ khí không bằng Nhật, là Đài Loan mà Tàu Cộng còn không dính vào được. Nữa là bây giờ Tàu Cộng muốn tiêu diệt một quốc gia như Nhật Bản, có phải là cái chuyện gọi là đội đá vá trời, mộng du không? Cho nên chúng ta phải công nhận rằng Đài Loan vẫn như bản thạch là như thế. Mặc dù ở bên Hoa Kỳ có những cái phe BLM, có phe tăng Tifa, là những cái phe khủng bố, là những cái phe bọn lưu manh, nó muốn đi, nó ăn tiền của thằng Tàu Cộng thì nó muốn bỏ Đài Loan. Giống như là Hillary Clinton đã từng được Tập Cận Bình hứa năm 2016, nếu thắng cử thì sẽ nhường Đài Loan, nhường Biển Đông cho Tàu Cộng, Hoa Kỳ không dính đến, bù lại Tàu Cộng sẽ trả 1.000 tỷ đô la. Xong rồi cái hứa thứ hai nữa là Hillary còn muốn bán tiểu bang Arizona cho Tàu Cộng để lấy 1.000 tỷ đô la khác. Nên đấy là một trong những cái sự kiện mà không bao giờ có đối với chính trường quốc tế. Bởi vì quý vị nhớ rằng là Đảng Dân Chủ hay là Đảng Con Lửa hay là bất cứ đảng nào của nước Mỹ mà muốn bán đứng nước Mỹ làm cái chuyện không đủ khả năng. Là vì dân Mỹ da trắng, quốc gia quá đông. Rồi chúng ta có một cái chi tiết nữa, là hầu hết trong một cái tweet mà Tòa Bạch Cung của bên phe Con Lửa đã muốn bỏ cái hình của lá cờ của Đài Loan. Ông phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan là cô Joanne Wu cho biết bài báo của Twitter đăng về Đài Loan đó là do lý do của một nhóm cá nhân mà không phải là đường lối của chính phủ Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn cung cấp vũ khí đầy đủ tối tân và hậu thuẫn quốc tế cho Đài Loan. Chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn bảo vệ Đài Loan bằng mọi giá, bởi vì nếu Đài Loan mất là Nhật Bản mất, nếu Nhật Bản mất là Nam Hàn mất, mà nếu Nam Hàn mất thì biến Ấn Độ cũng không yên. Cho nên bây giờ dù muốn dù không, dù bất cứ chính phủ nào của Mỹ đều phải bảo vệ Đài Loan để cho Đài Loan tồn tại. Và chính phủ nào của Mỹ cũng đều muốn tiêu diệt Tập Cận Bình để cho Tập Cận Bình biến mất vì một cái chế độ tàn bạo, mafia khát máu của Cộng sản. Giống như là thế giới muốn tiêu diệt Việt Cộng
để cho người dân Việt Nam sẽ được hưởng một cái không khí tự do, thanh bình và thịnh trị, chứ không phải là bị công an trị của tụi Việt Cộng nó hà hiếp, nó đe dọa đêm ngày làm cho đời sống người dân không được ổn định. Đó là một trong những cái sự kiện mà chúng ta phải nói rằng thế giới không đội trời chung với Việt Cộng và Tàu Cộng. Trong khi đó là thêm một bản tin nữa là Đài Loan họ đã khẳng định chủ quyền sau khi có nhiều nguồn tin cho biết là Tàu Cộng đang cố gắng vận động với Hoa Kỳ để không công nhận Đài Loan độc lập. Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm 7 tháng 7 đã xác nhận rằng Đài Loan là một quốc gia tự chủ, có chủ quyền và vẫn có những sự liên hệ với các quốc gia trên thế giới. Tuyên bố được đưa ra sau bình luận của một viên chức cấp cao của bên Tàu Cộng nói rằng họ đang vận động với Hoa Kỳ để không công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập. Và báo chí hỏi thì ông Kurt Campbell, là một soát quân viên của Tòa Bạch Cung, nói rằng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là một cái khu vực sinh tử của nền chính trị và kinh tế Hoa Kỳ và thế giới. Bởi vì quý vị biết rằng cái eo biển Đài Loan mỗi một năm vào khoảng độ gần 10 tỷ đô la hàng hóa phải đi qua cái vùng eo biển Đài Loan giữa Đại Lục và Đài Loan. Cho nên bây giờ không những về Hoa Kỳ, không những về Nhật Bản, cả thế giới đều không muốn Đài Loan lọt vào Tàu Cộng. Bởi vì nếu bây giờ Đài Loan mà lọt vào Tàu Cộng, Tập Cộng Bình sẽ ra một cái lệnh mỗi một chiếc tàu đi qua phải đóng ít nhất 100.000 đô la. Thì nó chỉ ngồi chơi và nó sẽ có thể thu được hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Và đến giây phút các quốc gia nào mà chống Tàu Cộng, nó sẽ không cho phép đi qua. Cho nên chúng ta hiểu về vấn đề Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương thì chúng ta sẽ thấy rằng Đài Loan là một vấn đề sinh tử cho cộng đồng nhân loại. Ngày nào mà Tập Cận Bình chưa chết và Đảng Cộng sản Tàu chưa bị tiêu diệt. Cho nên quý vị biết rằng là vấn đề thời gian sẽ cho biết rằng bao giờ hết Cộng sản. Và Cộng sản của Tàu Cộng cũng như Việt Cộng không có cái lý do nào để có thể tồn tại. Nhất là Việt Cộng không ai ưa và không ai thích. Cho nên Việt Cộng bây giờ cố đu dây níu theo Tàu Cộng để được bảo vệ Đảng, níu theo Mỹ để được có đô la. Đó là cái điều chính Việt Cộng cũng biết rằng họ đang ở trong cảnh trợ chiều, sắp sửa phải bỏ của chạy lấy người. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.